Đây là quả thanh long ruột đỏ nha mọi người. Ngày mai ngày mốt nữa là đến rằm. Thì thường thường nếu mà không dịch á, không có bị ảnh hưởng Trung Quốc thì giá trái cây cũng ổn lắm. Hiện giờ là các kho ở tỉnh Long An này, nói chung là miền Nam các kho thanh long mà cũng không nhận luôn, thành ra nhà vườn điêu đứng rồi. Tiền ngân hàng thì đúng ra nó cũng có chơi chồng chất lãi lên. Mấy chú giải cứu thì giải cứu được nhiều vườn, chứ bây giờ nếu tôi mua tôi đòi cái giá cao thì mấy chú giải cứu chỉ một hai vườn thôi. Thì thôi bây giờ mấy chú giải cứu được cho nó trang hòa với nhau, cho nó nhiều cái vườn, giúp đỡ nhiều nhiều vườn, để rồi một vườn được một vườn không thì cũng tội cho người ta. Chào mến chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ và em Phong Bụi đang có mặt tại Cù Lao Mỹ Phước, ấp 1, xã Mỹ An của huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Và phía sau lưng đây là một cái vườn thanh long của một cái chú nông dân. Thì theo chia sẻ của chú thì cái vườn thanh long này khoảng 600 m², và hiện nay các trái thanh long đang treo ở đây chờ đến ngày thu hoạch cũng khoảng 5-6 ngày rồi. Chỉ còn vài ngày nữa thôi thì những cái trái thanh long này bắt buộc phải bẻ xuống để nuôi dưỡng cây cho vụ sau. Mà hiện nay các trái thanh long này lại điêu đứng lý do là không tìm được thương lái cũng như là không có nguồn ra. Và hôm nay thì hai anh em muốn xuống đây để hỗ trợ cho nhà nông cũng như là nhà vườn để mà giải quyết cái tình trạng ồn ứ thanh long như thế này. Và đây là chú. Dạ, tụi con chào chú ạ. Rồi, chào hai em. Dạ. Chú là chú tên gì ạ? Tôi là Phùng Văn Mai. Dạ. Sinh năm 1960, quê quán ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Dạ. Thì cái diện tích của tôi đây là 6.000 m². Cái tuổi của cây thanh long là nay 3.5 năm. Nhưng mà từ Covid tới giờ nói chung là điêu đứng dữ lắm. Thì làm không có thu được, toàn là lỗ không. Thì hôm nay tôi cũng nhờ các đơn vị có cái lòng hảo tâm để hỗ trợ giùm cho nhà nông qua cái cơn là khó khăn này, thì cũng xin cảm ơn. Trái thanh long hiện giờ là được bao nhiêu ngày vượt quá cái ngày thu hoạch rồi ạ chú? Trái thanh long này vượt quá ngày thu hoạch là từ 6 ngày đến tuần lễ. Con thấy ở trong nhà mình á có rất là nhiều trái nó bị nứt, bị tét, bị nứt. Bị tét. Thì những cái trái đó là nó là quá đó hay sao ạ? Quá ngày á. Quá ngày cái nó bị nứt rồi cái mình mới cắt lần vô dần dần vô đó rồi tiêu thụ bà con ở xóm rồi mấy người nuôi cá rồi đó, rồi người ta đã lợi, người ta hỗ trợ mình, ta đem về cho cá đồ ăn, hoặc là số thì ăn những người đứa bé đồ nó người ta ăn được, người ta lấy về người ta ăn đó, là mấy đó là quá lứa, quá ngày bị nứt. Hiện nay thì chi phí đầu tư vô 600 m² vườn thanh long như thế này thì đã bao nhiêu tiền? 6.000 m² là bao nhiêu tiền hả chú ha? Chi phí cây đèn này toàn bộ hết vuông công cán là trên 50 triệu. Dạ. Trên 50 triệu. Đến mùa thu hoạch rồi thì chú đã bán được một đợt nào ra chưa, hay là vẫn còn treo trái như vậy và chỉ là cắt bỏ cho cá hoặc là cho hàng xóm cho cá cho bò? Cái đợt này là chưa bán được, chỉ treo trái này thôi rồi cắt tót ra thôi. Còn những đợt trước cũng ngay Covid mà có thể bán được 5-3 ngàn ký là hai đợt trước ngay Covid luôn, năm rồi cũng ngay cái lúc này luôn, cũng cái tình hình như vậy, nhưng mà bán được 7 ngàn là kho nó còn ăn. Còn hiện giờ là các kho ở tỉnh Long An này, nói chung là miền Nam các kho thanh long mà cũng không nhận luôn, thành ra nhà vườn điêu đứng rồi. Nếu như mà còn 5-6 ngàn nữa trái thanh long ra không được thì mình vẫn treo cây hay là mình phải tuột bỏ? Tuột bỏ lý do tuột là sao? Tuột bỏ là dưỡng dây. Dạ. Dưỡng dây đặng mình làm lại cái vụ sau, chứ để vậy nó hư dây, buộc phải cắt xả xuống gốc này nè, hoặc xả xuống mương này nè, bỏ. Như vậy là chỉ còn 5 đến 7 cây nữa, nếu như mà vườn của chú mà không có ai mua thì chắc chắn là đổ bỏ và tận dụng được thì phải chở ra cho bò hoặc là cho cá. Thương lái thì họ từ chối là không mua luôn hay là mua thấp chú, không bán chú? Nó có cái vấn đề như thế này, tại vì cái thương lái chuyền về kho rồi kho mới mua mới đi được, sức không được, cửa khẩu đóng kho nó đi sức không được, thì giờ thương lái mua không được, nó có cái móc xích với nhau vậy, thành ra lái kho nó không nhận. Thôi bây giờ mấy chú cháu mình cùng đi vô trong để trò chuyện ha. Tổng năng suất của vườn mình là đạt bao nhiêu tấn hết nếu mà thu hoạch hết cái diện tích là 6 công đất này chú? 6 công đất này nếu nó trúng, nó đạt, nó trúng mùa là khoảng 5 tấn, 6 tấn. Còn nếu nó thất trung bình 3 tấn, 4 tấn. 3 tấn đến 4 tấn. Thì tùy theo cái thời vụ, tùy theo cái thời tiết của thiên nhiên nữa. Nó trúng thì nó có năng suất cũng như cây lúa đó.
cái lúa nó trúng thì ví dụ như công 700-800 kg, còn cái lúc cái thời vụ nó thất thì công 300-400 kg vậy đó, tùy theo cái thời vụ của thiên nhiên. Hiện nay thì trong vườn của mình thì còn khoảng bao nhiêu tấn thanh long chưa được bán ra cũng như đến thu hoạch như thế này? Hiện nay mấy chú thấy bây giờ đó thì nói chung cái khu vườn này là 6.000 m², còn khoảng trên dưới 3.000 kg. Thì tôi hướng định vậy đó, nhưng mà cái giá cái không chính xác, nhưng mà nó phải trên dưới 3.000, hai ngàn mấy hoặc 3.000, có thể dư 3.000 thì cái mức ở đó. À, cái nhà vườn của mình đó chú thì chủ yếu là trồng thanh long thôi hay sao, hay là có chú có trồng lúa nữa? Đây đúng là có miếng đất này không à, rồi nghe mấy năm trước nghe ở Châu Thành, Bình Thuận thanh long người ta chuyển đổi qua cây trồng thanh long, thành ra nó có giá, thành ra nhà nông đỡ lắm, thành ra còn lúa thì nó thấp hơn, cái giá thành nó thấp hơn, thành ra mình nghe mình mới làm theo, nhưng mà mình làm sau rồi mình gặp cái thời điểm nó khó khăn rồi mình mới dấp phải cái giá cả. Thì khi đầu tư vô cái cây thanh long này vốn cũng nhiều lắm, là phải tiền vay ngân hàng, chứ còn tiền ở nhà thì nó đúng ra nó đâu có. Cái bì cây thanh long này chú mấy chú thấy đó, mình phải đổ trụ sạn nè rồi mới là trồng được, chứ đâu có phải là để trồng vậy được đâu, rồi thuốc men nó dữ lắm. Thành ra cũng có một cái số tiền vay ngân hàng, nhưng mà suốt 3 năm nay rồi thì toàn là cái giá nó không có lãi được, thành ra dân thì điêu đứng, rồi tiền ngân hàng thì đúng ra nó cũng có chơi chồng chất lãi lên. Vậy là nguồn thu chính của nhà mình đó là chờ đợi vào cái cây thanh long này. Đúng rồi, tại vì có diện tích nhiêu đây là trồng nhiêu đây. Dạ. Vậy thì bây giờ chú bán với cái giá lỗ thì cái thời gian tới sắp tới Tết á thì gia đình mình sẽ ăn Tết như thế nào hả chú ha? Thì chắc cũng phải chỉ chấp nhận thôi, chứ giờ theo cái thời buổi rồi, giờ mình đâu có làm cái gì khác hơn nữa, thì giờ cũng phải gói gọn trong cái dịp Tết thì cũng chung rượu chung trà cúng ông bà vậy, thì có cái phong tục của người Việt thôi, nhưng mà cái thời điểm nào thì mình tính theo cái thời điểm đó. Hiện giờ là ở đây là tổng cộng là hơn 3-4 tấn gì đó, nếu được thì tụi con sẽ tìm cách mua giúp chú khoảng 3 tấn, rồi, giải quyết được một cái phần nhỏ rồi. Nhưng mà thật sự thì tụi con mua thì dạng như không phải là kinh doanh, tụi con sẽ mua giúp chú bằng cách là mua nguyên mẫu luôn, rồi. Trái lớn trái nhỏ gì một giá rồi. Thì theo như lúc mà không dịch á thì 1 kg như vậy mình bán được bao nhiêu à? Không dịch thì mới vừa cách đây là khoảng 1 tháng đi, nói nôm nào 1 tháng đi, thì nó bán tại vườn đó là nó giao cũng như mình lái vô tới đây mua đó là 10 từ giá 17.000 tới 20.000, là đẹp với xấu là nằm cái mốc từ 17.000 tới 20.000 cách đây khoảng 1 tháng. Vậy thì khi mà không dịch thì chú bán mỗi 1.000 m² vậy thì chú có thể lời được 10 triệu. Tại vì con lúc nãy nghe chú chia sẻ là 6.000 m² như thế này thì tiền vốn không là 60 triệu, thì chú bán được thay vì không dịch đó thì mình có thể lời được 10 triệu một công. Đúng, sau đúng một rồi. Vụ thu hoạch đúng 3 rồi. Tháng hả chú hả? Vụ thu hoạch nó vô hàng đèn này nó phải trên 3 tháng. Trên 3 tháng, khoảng 3 tháng rưỡi. Rồi hiện nay thì chú bán coi như là vừa bán vừa cho với giá chỉ 3.000 đồng một ký, thì mỗi một công như thế là một tấn thanh long thì khoảng 3 triệu đồng. Thì 3 triệu, chú ước tính mùa này thì chú lỗ khoảng bao nhiêu tiền? Thì chi phí 60 triệu mà bán được đây là khoảng 3 tấn, 3 tấn thì nó ra giá 3.000 thì ra 9 triệu thì mình phải còn lỗ trên dưới 50 triệu. Chú có chia sẻ với con là chú đã vay ngân hàng để mà việc mà sử dụng vô như phân bón, thì mướn công để mà vuốt que hay là xông đèn. Vậy thì chú đang nợ ngân hàng bao nhiêu tiền chú? Nợ ngân hàng là trên 100. Là đó là tiền vay nông nghiệp hay chú? Tiền vay bên ruộng nông nghiệp này nè. Dạ. Đặng mà mình chi phí vô nó. Mỗi một tháng vậy 100 triệu gì mình tiền ngân hàng là khoảng bao nhiêu tiền? Nó chú? Một lãi 1.1-1.2 gì đó. Nó phải trên 1. Thì 100 triệu và tính ra tháng cũng 1.000.000 lãi rồi. Nhưng mà lây lắc thì cũng chưa có giải quyết được cái gì. Bởi vì nói chung là trồng từ hôm trồng tới nay là chỉ có cái cây năm đầu là bán cái cây mùa, mà mấy chú nghĩ cái nó có trái chiến đầu mùa nó đâu có bao nhiêu trái đâu. Nó ít lắm, nó dài 100 ký cái vườn này à. Rồi từ từ dần cái năng suất nó mới lên. Mà năm sau cái đụng Covid đầu tiên, rồi bắt đầu năm rồi Covid, năm nay Covid nữa, rồi vô cái giá luôn. Tôi thấy im lặng lắm. Tôi đang trông chờ coi có thể có cái nguồn nào để địa phương có thể dòm ngó dùm cho đỡ cái người nông dân, riêng cái cây thanh long.
riêng cây thanh long của nông dân. Những ngày qua thì xung quanh này á là thanh long đổ bỏ rất là nhiều, và gần như là vườn của chú là nếu như ngày hôm nay mà không có ai mua thì coi như chú sẽ phải cắt, cũng đổ bỏ như những cái nhà vườn khác. Đúng rồi. Mấy ngày qua thì con với anh Bùi Hồ á, mua thanh long để hỗ trợ bà con ở bên huyện Châu Thành và Tân Trụ ở Long An. Nhưng mà ở đó thì tụi con mua lựa những cái size nhỏ để giúp cho bà con tận dụng được cái nguồn trái để bỏ đi á. Lúc những cái qua mua giá 2.000 tới 2.500 một ký, còn những cái size mà ngon ngon có thể loại một có thể bà con tự bán cho thương lái. Thì hôm nay thì con đến với Bùi Hồ mua giá mua mão luôn, mà nếu mà mua cao quá thì nó cũng hơi nặng vốn cho tụi con. Tụi con muốn chia sẻ cho nhiều nhà vườn á, thì khoảng bao nhiêu là hợp lý thôi, không bao nhiêu một ký? Theo có trao đổi với chú á thì chú để chia sẻ ra được cho nhiều nhà vườn á thì khoảng 3.000 đồng một ký. Thì cái giá đó thì chú có để hỗ trợ được chú tiền phân tiền này kia không chú? Thì bây giờ tôi nói chung gì cho mấy chú nghe, thí đâu ví dụ như bây giờ cái kinh phí đèn thì nó đúng ra nó cao, nhưng mà bây giờ bán cái giá nào nông dân cũng vẫn lỗ. Nếu bán cái giá từ 10.000 trở lên là nông dân mới lấy vốn lại được, còn dưới 10.000 là bán giá nào cũng lỗ. Nhưng mà cái chương trình này, cái tình hình này là tình hình chung, tình hình chung của cây thanh long. Thành ra thôi bây giờ mấy chú giải cứu thì giải cứu được nhiều vườn, chứ bây giờ nếu tôi mua tôi đòi cái giá cao thì mấy chú giải cứu chỉ 1-2 vườn thôi. Thì thôi bây giờ mấy chú giải cứu được cho nó trang hòa với nhau, cho nó nhiều cái vườn giúp đỡ nhiều vườn, để rồi một vườn được một vườn không thì cũng tội cho người ta. Thì thôi bây giờ mấy chú giải cứu vậy tôi cũng rất cảm ơn. Thì tôi thay mặt gia đình tôi cũng thành thật cảm ơn mấy chú đã giải cứu giùm. Thì thôi giá cả thì chú cháu mình đã thống nhất với nhau, thì thôi vậy tôi cũng đồng ý. Đó là một cái chất của người nhà nông ở miền Tây. Thì lúc nãy chú mình cứ nói, Phong nói cũng là 4.000, nhưng mà chú nói là sang sẻ với nhau để nhiều người có thể. Đúng rồi, nhiều có người chi phí để mà sử dụng như mùa sau rồi. Thí dụ vườn này còn hoặc là vườn cô bác khác nữa, chứ không phải một riêng một vườn tôi. Riêng một vườn tôi bây giờ mấy chú giải cứu riêng một vườn tôi thì tội nghiệp cho mấy vườn bên kia. Dạ. Nó còn một vườn hai vườn nữa. Dạ. Có thể tôi giới thiệu cho mấy chú giải cứu liền nay mai giùm, đang khốn khổ khoảng 3 tấn nữa. Đó tôi nói thật. Đó là một phần kinh phí của Mạnh Thường Quân cũng có giới hạn. Mình càng chia sẻ ra càng nhiều thì sự yêu thương nó càng lớn. Và cũng cảm ơn chú luôn. Hôm nay thì may là hai anh em đi đến tận tay nhà vườn, không qua thương lái nào cả. Đó là mục đích chính của hai anh em tụi con xuống đây. Rồi. Cũng gặp đến gia đình của rồi. Chú cũng như hỗ trợ đến cái vườn thanh long của mình. Yeah. Vậy thì bây giờ anh em mình sẽ hỗ trợ cho chú cái chi phí vận chuyển ra từ Cù Lao mà ra ngoài đường lộ thì rất là tốn sức. Mỗi tấn như vậy là 500.000 ha. Là con sẽ hỗ trợ cho chú 1.500.000 tiền vận chuyển này. Rồi con sẽ hỗ trợ cho chú tiền xe lên Sài Gòn luôn. Rồi con sẽ thu mua chú với giá là 3.000 đồng một ký. Rồi. Không cần loại 1 loại 2 gì hết. Rồi, hạt trụ hạt bây giờ như này. Con chấp nhận luôn cho chú lựa cho con những cái size nào mà có khả năng thấp một xíu. Còn cái size ngon ngon chú có thể để lại chú bán. Rồi cảm ơn. Con không cần quan trọng trái đẹp trái xấu gì đâu. Thậm chí thì chú còn chia sẻ với mình là chú sẽ chịu tiền bọc bao bọc lại cho mình luôn á. Dạ. Còn cái sai ngon, trái nó ngon chú cứ giữ lại để đi bán được dễ hơn. Rồi cảm ơn. Dạ. Về tình hình chung này bây giờ lái nó không mua được, thôi bây giờ mấy chú giải cứu được thì tôi thay mặt nhà vườn về vấn đề bên cây thanh long tôi rất cảm ơn. Dạ. Mình còn cái dịp nào để mình gặp lại thì nó còn cái chương trình khác nữa. Dạ. Cho nông dân nó có cái tinh thần để nông dân sản xuất tiếp. Rồi cảm ơn hai chú nha. Tụi con thì chỉ là những người để kết nối với Mạnh Thường Quân để chia sẻ những cái khó khăn với người nông dân. Hôm nay thì đến đây gặp chú thì cũng là một trong những nhà vườn mà đang gặp cái tình cảnh mà thanh long bị ủng ứ mà ra không được như thế này. Cũng mong chúc chú sức khỏe luôn, có cái tinh thần lạc quan. Và chắc có lẽ là Bùi Hồ với lại em Phong Bùi xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho hai anh em có thể kết nối trực tiếp đến nhà vườn để giải cứu cho những lúc khó khăn như thế này ha chú ha. Dạ rồi cảm ơn hai em. Bây giờ mình vào trong nhà mình xem những cái quả thanh long mà chú đã hái bỏ ha. Quả thanh long bị tét. Anh nên lấy một cái quả khui ra cho bà con coi đi. Con bẻ nghe. Rồi bẻ để tôi biết bẻ. Dạ. Tôi bẻ để nó tách dây. Nếu mà không hái thu hoạch đó mọi người, cái trái thanh long này, cây thanh long này sẽ bị yếu, dây nó sẽ bị đứt. Anh lấy một anh khui ra cho mọi người ăn, vừa đi vừa ăn luôn ha. Đi vào vườn ngồi nhà cho đỡ nắng, để đứng nó hơi nắng quá.
Lúc trước thì bà con ở đây thì trồng lúa thì thu hoạch tiền mỗi công á, lời được mấy trăm ngàn à, mà có phân càng lên thì lúa nó không có lời, và bà con chuyển đổi mục đích cây trồng, đó là cây thanh long, với hy vọng là đổi đời. Nhưng mà bà con phụ thuộc rất lớn vào thương lái. Đây là quả thanh long ruột đỏ nha mọi người. Ngày mai ngày mốt nữa là đến rằm, thì thường thường nếu mà không dịch á, không có bị ảnh hưởng Trung Quốc thì giá trái cây cũng ổn lắm, bà con nhà vườn đỡ. Nhưng đến thời điểm này thì bà con đang rất là khó khăn luôn á. Hai anh em thì cũng có thưởng thức những cái quả thanh long ngay tại vườn, và nói chung là quả thanh long này nó ngọt lắm và nó rất là giàu dinh dưỡng, mình sẽ thưởng thức lên không bà chú. Góc bên kia là mấy cái quả thanh long đã bị nứt và phải hái để nó giữ lại sợi dây, mùa vụ sau có thể tận dụng lại được. Này nó vô đã đạm, nó vô được. Loại trái như thế này thì bao nhiêu trái sẽ vô một ký hả chú ha? Trái như thế này khoảng 2 ký à. Ê, khoảng 2 trái à. 2 trái vô 1 ký. À, 2 trái. Trái này khoảng nửa ký nè. Dạ. Vậy là ngon. Một 2 trái 1 ký là đẹp nhất. 2 trái 1 ký. Dạ. Trái thanh long nhìn rất là ngon. Dạ. Và mỗi một trái như thế này là chỉ có, đến thời điểm này mà anh em mình mua giải cứu là chỉ có 2.000 đồng thôi. 1.500. Nửa ký, một ngàn rưỡi thôi. Thì ước tính thì với giá trị 1.500 đồng á, thì không đủ tiền giữ xe một cái chiếc xe gắn máy đâu không? Mấy cô kia là cũng ăn chừa cơm luôn rồi. Mấy bữa năm qua là em ăn thanh long em chừa cơm luôn á anh Hồ. Ăn suốt à? Nè em thử mọi người xem. Đây là những cái quả thanh long mà đã quá chín rồi, phải hái vào để đây. Lạc được một chiếc là 2,5 tấn, nó liên lạc dùm cho 1 chiếc 2,5 tấn, nó còn đó nó lấy là giá 1,2 triệu về tới quận 5. 1,2 triệu tiền xe ha chú. Rồi ok, chút nữa con rồi, vậy con cho, tính vậy kêu nó ha, ngày mai mình đi ha. Dạ. Ngày mai giác giờ này mình đi. Dạ. 2,5 tấn trả. Đây là những cái quả thanh long khá là chín, nếu như mà không có dịch ra mọi người sẽ là có giá là 17.000 đồng một ký. Nhưng bây giờ tình hình như thế này thì tụi mình cũng muốn trang trải ra nhiều nhà vườn, nhiều nơi. Tại vì trong buổi chiều ngày hôm nay hai má anh em đi Long An thì ghé tới 5-6 nhà vườn, sẽ chia ra từng ngày tụi mình mua và mang lên cho Sài Gòn. Mấy ngày qua thì những quả thanh long này mình cho bệnh viện khá là nhiều, bà con ở bệnh viện thì rất là thích, tại vì có trái cây ăn thì nó khỏe người, nó mát người, đặc biệt là những người chuyện uống thuốc rất là nhiều. Và trong nay mai thì những quả thanh long này sẽ được đưa lên Sài Gòn, sẽ chia cho những cái bếp cơm từ thiện và những bệnh nhân ở các bệnh viện. Mấy ngày qua thì mình mua thông qua thương lái, tại vì không có quen nhà vườn, thì hôm nay thì cũng muốn trực tiếp đến bà con nhà vườn để mua, nhờ bà con gửi lên Sài Gòn luôn. Hy vọng rằng cô bác anh chị nào có dịp ghé vào cái địa chỉ của trạm cơm mình á, 175 Trần Bình Trọng, quận 5, có thể nhận những quả thanh long như thế này. Anh Hồ thì có phụ tụi mình một phần nhỏ về cái công sức cũng như là một số cái chi phí vận chuyển, thì hy vọng rằng nhờ có mọi người chung tay cho nên tụi mình mới gặp được bà con như thế này, san sẻ khó khăn. Hồi nãy chú có tâm sự mình mà thấy ứa nước mắt luôn á. Nhìn đã hả anh Hồ? Thôi em ăn thanh long trừ cơm luôn. Xé em xé một trái phải không? Cái nhỏ thôi. Trái này bà chết ha. Bình thường nếu không dịch là ăn thanh long đỏ khó lắm, khó mua được lắm. Đúng rồi. Mắc lắm. Bây giờ cũng vậy, nhưng bây giờ đang dịch. Thành phố đó, phần tỏ đó. Ủa mấy em còn cái vườn có đứa cháu khoảng chừng ngọt. Cũng khoảng chừng 2 tấn mấy 3 tấn nữa. Hai cũng tấn. Lượt này nè, cũng trễ ngày về nè rồi, mấy em có thể giải cứu luôn được không? Để chiều nay con trước hết con giải quyết chú trước. Rồi chiều nay con ghé ba bên tầm vua. Con sắp xếp tụi ba con lùi vài ngày thì con sẽ tính, chú sẽ biết cái cách gửi của chú thì chú chỉ cho người ta luôn, rồi con sẽ mua. Dạ. Yeah. Nó cũng lượt tôi là tụ nghiệp nhỏ cháu mà nó cũng hỗ trợ được đông nào hay đông đó. Chắc lẽ mình chào tạm biệt để mình đi thăm nhà vườn khác anh thôi.